Lễ hội mùa hè ở thành phố xe hơi đã đến. Mọi người đang thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng. Nhiều bánh quá, Carrie à. Chắc là mất nhiều thời gian để làm chúng đây. Chào Cherry. Bà sẽ làm gì tại lễ hội vậy? Bà sẽ làm trọng tài cho một cuộc đua của các bé sao? Tuyệt. Lễ hội sẽ rất tuyệt đây. Không ngạc nhiên khi mọi người đều rất hào hứng. Là Katie kìa. Cô ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi thả diều. Hình như bạn gặp chút khó khăn hả Katie? Bạn gặp may rồi, cơn gió sẽ thổi nó bay lên. Hình như cơn gió đi tới kèm theo bão. Nó có thể làm hỏng sự kiện lần này. Ý kiến hay đó Katie, hãy báo động cho siêu xe tải. Anh ấy có thể đang tiến về chỗ này. Chà, thật là ngoạn mục. Kha chắc chắn sẽ nhìn thấy. Nè anh bạn, bạn có việc phải làm đây. Lễ hội của thành phố xe hơi sẽ bị hủy nếu những đám mây đó kéo đến. Cảm ơn siêu xe tải. Tới lúc biến hình rồi. Để xem bạn có gì nào. Một xe lửa đào đất. Không, không phải thứ chúng ta cần. Bạn nghĩ một cái quạt là ý kiến hay sao? Nhưng hôm nay không phải ngày nóng. Ồ, đó là một máy tạo gió. Để thổi bay những đám mây chứa bão đi. Thông minh lắm. Hình như bạn cũng có thể điều chỉnh độ cao của máy tạo gió. Chà, đây chắc là cây quạt lớn nhất thế giới rồi. Làm tốt lắm, một cái lồng bao cánh quạt để đảm bảo an toàn. Hy vọng là sẽ hiệu quả, nếu không lễ hội sẽ trở thành thảm họa mất. Đừng lo mọi người, siêu xe tải tới để giúp đỡ với chiếc máy tạo gió đây. Tới lúc chào tạm biệt với những đám mây bão rồi. Ôi không, không đủ cao để với tới những đám mây. Đúng rồi, hãy kéo cao lên. Hiệu quả rồi, tiếp tục đi siêu xe tải.
trời sắp đẹp trở lại rồi. Bạn làm được rồi, siêu xe tải. Lễ hội có thể tiếp tục rồi. Thật tuyệt khi thấy mọi người lại tiếp tục công việc. Nhưng khoan đã, chuyện gì với cây ti vậy? Không có gió để thổi bay diều sao? Chà, có lẽ siêu xe tải có thể làm được gì đó. Nhanh lên, đi tìm anh ấy nào. Siêu xe tải, Katie buồn vì diều cô ấy không thể bay trong điều kiện thời tiết này. Đứng yên nha Katie, siêu xe tải sẽ tạo ra vài cơn gió cho bạn. Giờ mọi người có thể thưởng thức lễ hội rồi, bao gồm Katie luôn. Cảm ơn vì mọi thứ nha siêu xe tải. Chào Charlotte, lái xe đi chơi sao? Ồ, mình hiểu rồi. Bạn đã đi tới nhà hàng yêu thích của bạn để ăn món mì Ý sao? Nghe mà thèm quá. Có chuyện gì vậy Mét? Bạn gặp phải tai nạn sao Gary? Ôi trời, trong lúc bạn gom thùng rác để đổ thì vô tình lùi trúng cột đèn sau. Mong là bạn không bị thương. Có vẻ như bạn cũng bị xây xát một chút. Tom, bạn có thể đưa Gary về gara được không? Tuyết, bây giờ chúng ta làm gì với cái cột đèn này đây? Shelly, bà có thể dựng cột đèn này lên, nhưng xe trộn bê tông Christopher hiện đang nghỉ phép rồi, mà chúng ta lại cần có xi măng. Chỉ có một người có thể giúp chúng ta thay cho Christopher thôi, và đó chính là siêu xe tải. Chà, bạn đã vào căn hầm để chuẩn bị biến hình. Bạn tính sẽ biến hình thành loại phương tiện nào đấy? Ồ, một xe trộn bê tông. Ý kiến hay đó. Biến hình nào, car? Wow, nhìn bạn kìa siêu xe tải. Quê
quay trở lại với mọi người thôi. Siêu xe tải đã tới để giúp đỡ đây mọi người ơi. Tất cả lùi lại đi. Tụi mình không muốn cái cột đầy này đụng trúng ai khi Charlie dựng nó lên đâu. Đúng rồi Charlie, nếu bạn kéo nó lên với cái móc đó, bạn có thể dựng nó lại chỗ cũ. Được rồi Charlie. Hình như thùng trộn bê tông của bạn đang trộn các xi măng lại với nhau đó, siêu xe tải. Giờ thì đổ xi măng xuống để có thể cố định chân cột đèn lại, phải không nào? Giữ chắc nha Charlie. Siêu xe tải đang canh chỗ để đổ xi măng xuống đó. Nhìn nó chắc chưa kìa. Xi măng sẽ giúp cố định cột đèn lại khi nó khô. Xong rồi đó. Giờ chúng ta chỉ cần chờ một chút cho nó khô thôi. Làm tốt lắm siêu xe tải. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Siêu xe tải. Chào Tom, chào Jerry. Chà, có rất nhiều nắp capo mới dành cho xe hơi ở đây. Bạn phải hàn những nắp capo này lên tất cả xe ở đây sao Tom? Có lẽ đây là công việc dành cho siêu xe tải. Tom cần bạn giúp đỡ Kha à. Anh ấy cần phải hàn những nắp capo lên xe hơi cho một buổi triển lãm xe hơi do Jerry tổ chức. Anh ấy không thể làm một mình nổi. Đây là một nhiệm vụ cho siêu xe tải. Bạn sẽ chuyển hóa thành gì đây Kha? Tuyệt vời siêu xe tải à. Hình như cái đó có rất nhiều năng lượng hàn. Chà, bạn có hai cây hàn luôn. Bạn sẽ làm xong công việc nhanh thôi. Đi nào. Nhìn kìa các bạn, siêu xe tải đến giúp đây. Thật là tuyệt, phải không? Ủa?
Đúng rồi Tom, an toàn trên hết. Bạn cần một cặp kính bảo hộ siêu xe tải à? Ý kiến hay đó. Xếp thành hai hàng để siêu xe tải có thể hàng hai chiếc xe một lúc. Chà, cách này thật sự nhanh đó. Bạn ngốc quá, Jerry à. Wow, tất cả xe hơi đã sẵn sàng cho buổi triển lãm. Cảm ơn bạn nhiều siêu xe tải. Tom và Jerry chắc chắn sẽ rất cảm kích đó. Đi triển lãm vui nha, Jerry. Gặp lại lần sau, mọi người. Chào Sam. Wow, hôm nay có nhiều tuyết để bạn dọn quá. Hãy nhìn tất cả những xe hơi kia đang đợi bạn dọn tuyết để có thể đi trên đường kìa. Kia là Lily và Amber. Chào Lily, chào Amber. Các bạn có thể tin chúng ta có nhiều tuyết nhiều như thế nào không? Giờ nhất định là vào mùa đông rồi. Ồ không, Sam. Bạn đã ở trong đó hả? Đừng lo lắng quá, Sam à. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai trong tụi mình mà. Ồ không, Amber. Có một trường hợp khẩn cấp ngoài thành phố và có một chiếc xe cần bạn. Bạn sẽ đi như thế nào? Bạn không thể đi xa hơn được với tuyết như thế này. Bạn nói đúng, Lily. Sam cần giúp đỡ. Chúng ta nên gọi cho siêu xe tải. Tuyết, căn hầm của bạn, nơi để bạn biến hình. Wow, bạn đang ở trong hầm và sẵn sàng biến hình. Bạn có biết bạn sẽ biến thành loại xe nào không? Ồ, một máy siêu xúc tuyết, dĩ nhiên rồi.
Đừng lo lắng Sam, bạn đang làm rất tốt. Siêu xe tải có thể xúc nhiều tuyết một cách nhanh chóng. Và bạn sẽ bất ngờ lắm cho Sam. Giống như vỉa hè này vậy. Siêu xe tải quá to để có thể làm sạch chỗ này. Nhưng bạn thì vừa đó. Tuyệt vời, Sam. Làm việc nhóm tuyệt lắm các bạn. Các bạn đã dọn sạch toàn bộ con đường rồi. Giờ đến lúc chơi rồi đây. Giờ bạn sẽ quay về nhà hả, siêu xe tải? Được rồi, cảm ơn bạn đã giúp đỡ nha. Nè, ai đã làm vậy hả? Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Chào Billy. Chào Charlie. Tòa nhà mới này sẽ rất ấn tượng đây. Có vẻ như không hay rồi. Coi chừng. Charlie! Billy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Charlie bị mắc kẹt rồi. Bạn nói đúng, siêu xe tải có thể cứu được anh ấy. Anh ấy làm được mọi thứ. Nhìn kìa, Carl, là tín hiệu cầu cứu. Ai đó cần giúp đỡ. Wow, thật là ngạc nhiên Kha. Bạn là một máy khoan khổng lồ. Đi thôi, siêu xe tải. Charlie cần bạn ngay lập tức. Billy, siêu xe tải tới giúp đỡ đây. Đừng lo Charlie.
Tụi mình sẽ mang bạn ra ngoài ngay. Chúng ta nên làm gì đây? Tất nhiên, bạn có thể khoan một con đường tới Charlie. Dừng lại siêu xe tải. Phần còn lại của tòa nhà sắp rơi lên người của Charlie rồi. Chúng ta không thể cứu anh ấy theo cách này. Bạn đi đâu vậy? À, bạn tính đi từ dưới lòng đất sao? Thật là giỏi đó. Đợi chút Charlie, tụi mình có kế hoạch rồi. Siêu xe tải đã khoan một đường hầm để mang bạn ra khỏi đây. Được rồi, đi thôi. Có hiệu quả đó, xuất sắc. Thật là mừng vì giờ bạn đã ổn, Charlie à. Làm tốt lắm, siêu xe tải. Bạn lại giúp mọi người lần nữa. Nè, bạn nói đúng. Mình không biết siêu xe tải đi đâu nữa. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Chà, nhìn Benny đang bay lượn trên bầu trời kìa. Chào buổi sáng Benny. Bạn đang tính làm gì vậy? Ồ, bạn đang giao hàng cho Kha sao? Và bạn vẫn còn vài chuyến hàng để giao sau chuyến hàng này nữa hả? Ôi không Benny, cẩn thận đó. Không. Benny rơi xuống đất rất mạnh nên bánh xe cô ấy bị gãy rồi. Ôi tội bạn quá Benny. Nhìn kìa, là Amber và Kha. Benny có bưu kiện cho bạn Kha, nhưng còn Amber thì cô ấy không thể giao cho bạn được. Cô ấy bị thương rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Ý kiến hay đó Benny. Hãy nhờ siêu xe tải đến giúp chúng ta. Bạn đi đâu vậy Kha? Chà, một lối đi bí mật. Và nó dẫn tới một căn hầm bí mật. Ta đi thôi. Vì chúng ta không ở gần sân bay nên bạn phải dùng con đường này để thay cho đường băng. Và gần đây cũng không có nhà hay xe cộ nào hết nên rất thuận tiện. Sẵn sàng cất cánh. Bạn đang bay kìa siêu xe tải. Đó là Frank. Nhìn kia là Matt đó. Anh ta vừa dừng một chiếc xe chạy quá tốc độ.
chúng ta đi lấy đồ tiếp tế cho Amber nào. Siêu xe tải đến rồi đây. Bạn hãy lấy những cái thùng này giao cho Amber. Tuyết, giờ thì quay lại sân bay thôi. Nhìn kìa Kha, đây là sân bay. Amber và Benny đang chờ bạn đó. Benny, Amber à, chúng ta sẽ thấy siêu xe tải xuất hiện trong vài phút nữa thôi. Anh ấy đang trên đường tới. Hạ cánh tốt lắm siêu xe tải. Bây giờ hãy lấy đồ tiếp tế ra nào. Nhìn nè Benny, đây là thuốc mà Amber cần để chữa trị cho bạn. Sao rồi hả Benny? Bạn thấy đỡ hơn chưa? Tạm biệt Benny. Làm tốt lắm siêu xe tải. Cảm ơn đã giúp đỡ tụi mình. Và hãy gửi lời cảm ơn đến Kha khi bạn gặp bạn ấy nha. Hẹn gặp lại. Chiếc xe đó đang chạy quá nhanh. Nhanh lên Matt, bạn có thể bắt được hắn. Ai vậy? Một chiếc xe chạy quá tốc độ khá sâu. Ba chiếc lệnh sau. Bạn tính làm gì đây? Bạn đi đâu vậy? Gọi siêu xe tải sao? Ý kiến hay đó. Anh ấy sẽ giúp bạn bắt những chiếc xe chạy quá tốc độ cứng đầu này. Kha à, xe cảnh sát Matt đang gặp vấn đề. Anh ấy cần bắt ba chiếc xe chạy quá tốc độ. Bạn có giúp được không? Được sao, Tuyết? Lần này bạn sẽ chuyển hóa thành thứ gì đó thật đặc biệt đó Kha. Cái này sao? Không à. Được rồi, tiếp tục kiếm nào. Bạn muốn chuyển hóa thành phương tiện này sao? Tuyết. Gì vậy? Một máy nhân bản sao? Tuyệt vời. Với nó, bạn có thể tiến hành nhân bản một thứ gì đó vài lần. Nhìn bạn tuyệt lắm, siêu xe tải. Đi bắt những chiếc xe chạy quá tốc độ nào.
Nè Beth à, siêu xe tải đến rồi nè. Rất ấn tượng, cứ như bạn đang thấy mét ở trong gương vậy. Hay lắm, đi bắt những chiếc xe cứng đầu đó nào. Chúng kia rồi, đến lúc bật còi lên rồi. Cẩn thận các bạn, mét đang tới từ phía sau để giúp đỡ đó. Được rồi, các cậu gặp rắc rối rồi nha. Làm tốt lắm siêu xe tải. Hẹn gặp lại mọi người lần sau.